Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ngày Chúa phục sinh, chúng ta vui mừng hân hoan trong niềm vui của sự sống lại. Nếu Chúa không sống lại thì chúng ta không có ngày hôm nay. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì Ngài không khác gì những linh nhân đã từng sống trên cuộc đời này. Và nếu Chúa Giêsu không sống lại thì chúng ta chỉ theo một tôn giáo thôi, chứ không phải theo một đời sống. Amen. Chúng ta hiểu nguyên tắc bản chất của sự sống, nên là sự sống thì mới sản sinh ra sự sống, còn sự chết thì không thể sản sinh ra sự sống. Amen. Một cái cây mà cắt cành đi thì dù nó có tươi đến mấy thì sớm muộn thì nó cũng sẽ chết, vì nó không có sự sống trong nó nữa. Nhưng cái cành mà nó cứ ở trong cây thì nó sẽ sản sinh ra bông trái và kết quả, vì nó ở trong gắn liền với sự sống. Đấng Chúa của chúng ta là đấng sống, khi chúng ta kết nối với Ngài thì chúng ta được sản sinh ra sự sống. Amen. Chính vì vậy khi chúng ta tin Chúa Giêsu, Kinh Thánh nói rằng chúng ta được hưởng sự sống đời đời và linh hồn. Còn đối chúng ta được tha thứ và linh hồn, chúng ta được sống đời đời khi chúng ta qua đời và được Chúa. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong sách Luca đoạn 24 từ câu 1 đến câu số 53, đoạn kinh thánh khá dài, tôi muốn đọc hết vì đây là cái đoạn kinh thánh mô tả về sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể theo dõi trên màn hình. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi vào sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến nơi cổ. Ngày thứ nhất trong tuần lễ là thứ mấy? Chủ nhật. Dạ. Ngày hôm nay thì tùy theo cái khái niệm của chúng ta sử dụng ở mỗi một văn hóa. Bây giờ thì chúng ta hiểu là thứ bảy chủ nhật là ngày cuối tuần, thứ hai, thứ ba là ngày đầu tuần. Nhưng mà chúng ta hiểu theo cái nhìn của người Do Thái, bởi vì Kinh Thánh được viết bởi ai? Không được viết bởi người Việt Nam, mà Kinh Thánh được viết bởi người Do Thái. Kinh Thánh không được viết bởi ông Tây, mà Kinh Thánh được viết bởi người Do Thái. Cho nên cái ngôn từ được mô tả trong Kinh Thánh, chúng ta phải hiểu theo khái niệm của người Do Thái. Đối với người Do Thái thì ngày cuối tuần là ngày thứ bảy, ngày Sa-bát. Và ngày đầu tiên trong tuần chính là ngày chủ nhật. Dạ. Đó chính là sáng ngày hôm nay. Như tôi đã nói là Chúa sống lại vào ngày thứ ba, chứ không phải là sau ba ngày. Vậy là chúng ta để Chúa chết vào ngày thứ sáu. Và lúc mấy giờ ạ? 3 giờ. Khoảng 3 giờ chiều giờ hiện tại. Bây giờ tính theo giờ hiện bây giờ là 3 giờ chiều. Mà đối với người Do Thái thì họ tính thời gian như thế nào? Họ không tính thời gian là đến buổi sáng hôm sau, tức là mặt trời mọc thì mới là một ngày mới, mà họ tính mặt trời lặn là chấm dứt một ngày cũ và bước sang một ngày mới. Và Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký, Chúa ông nói rằng là sau mỗi công trình tạo dựng, Chúa nói vậy có buổi chiều và buổi mai, chứ không phải có buổi mai mới có buổi chiều, có buổi chiều đi trước mới có buổi mai. Thế này Chúa Giêsu chết từ 3 giờ đến 6 giờ chiều đã là một ngày chưa? Rồi từ 6 giờ chiều ngày thứ 6 cho đến 6 giờ chiều ngày thứ 7 khoảng mặt trời lặn, như vậy là ngày thứ 2. Đến sáng ngày chủ nhật là khoảng ngày thứ 8. Chúng ta thấy không? Chúa Giêsu không chết vào ngày thứ 5. Có một số hội thánh thì họ tổ chức ngày lễ thương khó vào ngày thứ 5, nhưng mà đó là ngày chuẩn bị cho ngày lễ thương khó, đó là ngày Chúa chết vào ngày thứ 6. Chúng ta nhìn vào câu số 2. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa cổ. Vậy ai lăn hòn đá? Ai lăn hòn đá? Rồi chúng ta thấy cái hòn đá mà chặn mộ Chúa Giêsu nặng khoảng 2 tấn. Mình là khi Chúa chết thì có quân lính đứng ở đó để canh giữ, nhưng lúc này quân lính đâu hết rồi, mà người cứ xông vào như chỗ không người vậy. Môn đồ của Chúa xông vào như chỗ không người. Bởi vì khi Chúa chết ấy, thì người ta ra một cái tin là quân lính, những cái vị lãnh đạo thật sự mới ra cho tiền, những cái một số quân lính mới giao cái tin rằng là môn đồ của Chúa là đến cướp xác Chúa đi. Nhưng mà chúng ta tự suy nghĩ xem, các môn đồ khi mà Chúa bị bắt thì họ sợ, họ chạy, chạy để cứu mạng mình. Và các quân lính La Mã thì rất là mạnh ở đó, tảng đá thì 2 tấn, làm sao mà họ có thể lăn được. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ.
Như vậy Chúa Giêsu sống lại trước lúc các môn đồ vào sáng chủ nhật là các môn đồ đến thăm mộ là đã thấy Chúa không còn ở đó rồi. Như vậy là Chúa đã sống lại vào khoảng thời gian nào đó trước lúc mặt trời lặn. Câu số 3, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Tất cả những cái sự mô tả trong Kinh Thánh đây là rất quan trọng để chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu sống lại không phải chỉ về phần hồn, mà Chúa Giêsu sống lại thực sự về phần xác. Chúng tôi đọc những cái câu kế tiếp ở đoạn Kinh Thánh này thì anh chị em thấy cái sự mô tả kỹ thuật ở trong sách Luca và nói là Chúa còn hiện ra với các môn đồ ăn bánh này, rồi đưa tay ra cho các môn đồ sờ vào tay và vào cái dấu đinh ở sườn này. Vậy Chúa Giêsu không phải chỉ sống lại phần hồn mà sống lại cả phần xác. Câu số 4, đang khi không biết nghĩ làm sao xảy có hai người nam mặc áo sáng như trước hiện ra trước mặt họ. Như vậy chắc chắn đây là thiên sứ. Hai người mặc áo sáng như trước, đây sự mô tả này không thể dành cho con người được. Câu số 5, họ thất kinh cúp mặt xuống đất. Hai người ấy nói rằng sao các ngươi tìm người sống trong vòng sao các ngươi tìm người sống trong vòng có chết. Đây là cái câu nói của thiên sứ này, nói là cái sự đối lập là các môn đồ tìm đến chỗ Chúa Giêsu trong tâm của họ vẫn nghĩ rằng Chúa chết. Trước đó thì Chúa Giêsu đã nói rằng là ta sẽ bị nộp trong tay con người, sẽ bị phản bội, sẽ bị chết và đến ngày thứ ba sẽ được. Nhưng các môn đồ không hiểu điều này vì nó vượt quá cái khả năng thông thường. Anh chị em có thấy điều đó mà bình thường làm gì có chuyện người chết sống lại trong cả lịch sử của loài người, không có ai chết đi sống lại hết. Khi Chúa Giêsu nói điều này, họ nghe biết vậy nhưng mà họ không có để vào tâm và không có hiểu. Cho nên khi Chúa đã thực sự sống lại rồi thì tâm của họ vẫn nghĩ rằng là đấy chỉ để xuất xác với những phải là để xem là Chúa đã thực sự sống lại theo lời Ngài nói hay chưa. Câu số 6, Ngài không ở đây đâu, sau Ngài đã lời thiên sứ xác chứng rằng là Chúa đã sống lại. Nếu mà chỉ thiên sứ nói Chúa sống lại thôi thì chưa đáng tin. Anh chị em ạ, nếu mà chỉ thiên sứ đến rao báo là Chúa sống lại thì chưa đáng tin đâu. Thì chúng ta sẽ xem tiếp là sau khi Chúa sống lại thì Ngài có hiện ra cho ai không. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilee phán cùng các ngươi thế nào. Thiên sứ nhắc lại lời mà chính Chúa Giêsu đã nói. Ngài đã phán rằng con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự và đến ngày thứ ba phải được sống lại. Cái từ phải muốn nói lên điều gì? Muốn nói là cái chương trình đã được lên kế hoạch từ trước. Phải như này, phải như kia, phải như này, phải như kia, có nghĩa là đã có một kế hoạch từ trước rồi, chứ không phải đây là một sự sản phẩm của tình cờ. Tự nhiên có một ông nào Giêsu sinh ra trong gia đình của Joseph ở làng Bethlehem, rồi lớn lên ở Nazareth, rồi đến 30 tuổi đi thi hành chức vụ làm một vài phép lạ rồi chết đi. Không phải là những cái chuyện tình cờ mà tất cả nằm ở trong cái hoạch định từ cõi đời này của Thiên Chúa. Cho nên là lời Thiên Sứ nhắc là phải chuyện phải xảy ra như vậy, tức là đã được lên kế hoạch từ trước. Nên việc Chúa Giêsu sống lại không phải là một điều tình cờ, không phải là tự nhiên Ngài có sức mạnh quá rồi Ngài bật dậy, không phải, mà nằm ở trong kế hoạch từ cõi đời đời trước khi Chúa tạo dựng nên thế giới. Anh chị em xem tiếp câu số 8, họ bèn nhớ lại những lời Chúa Giêsu đã phán. Lúc này các môn đồ nhớ lại trước đó có phải là Chúa chỉ nói cho một vài người hay Chúa nói công khai cho tất cả mọi người đều nghe? Chúa nói tất cả mọi người đều nghe, cả các môn đồ lẫn dân chúng đều nghe, nhưng họ không để tâm. Và cái điều này rất là quan trọng. Một trong điều mà khiến cho chúng ta có thể kinh nghiệm được lời phán của Chúa là chúng ta phải để tâm vào những gì Chúa nói. Nên lúc này là các môn đồ nhớ lại chính lời Đức Chúa Giêsu đã nói điều đó. Câu số 9, họ ở mồ trở về giao truyền mọi sự ấy cho 11 môn đồ. Lúc này chỉ còn 11 người thì một người phản thầy đã đi tự tử chết rồi. Và những người khác, vậy ngoài 11 môn đồ ra có những người khác nữa. Trong câu số 10 thì được đặc ân một số phụ nữ được kể tên. Câu số 10 đó là ai? Mary Magdalene, mẹ Chúa Giêsu không có được kể tên ở đây hả? Giăng-cơ, Mary mẹ của Giăng-cơ cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin. Quý vị thấy không ạ? Các sứ đồ là những người mà sống gần với Chúa Giêsu hơn hết mà lại không tin.
Còn những người mà không được gần Chúa Giêsu như các sứ đồ là những người phụ nữ thì lại đi. Tất nhiên những người phụ nữ này có đi cùng với chức vụ của Chúa Giêsu, nhưng mà một cái sự thân mật và gần gũi không thể giống như là 11 sứ đồ kia được. Vậy mà những người mà xa xa đứng không được đặc ân đứng gần Chúa rất gần thì lại có một cái niềm tin hơn là những người là thường xuyên ở gần gũi với Chúa. Và họ cho cái lời của những người đàn bà này là sao ạ? Là hư không. Nó sằng, nó bậy, nó sằng, làm gì có chuyện như vậy, làm gì có chuyện người chết sống lại. Họ không tin. Câu 12, dầu vậy, Pierre, chúng ta thấy một nhân vật được đề cập đây là cái người mà đã chối Chúa trước 3 lần trước khi gà gáy đấy. Ông đứng dậy, chạy đến mồ, là có một cái điều gì đó thôi thúc lòng của Pierre đã bảo. Hay là cái điều này có thật nhỉ? Sau khi những người đàn bà nói một cách quả quyết là Chúa đã sống lại, các môn đồ không tin, thì Phi-e-rơ đã bắt đầu ngẫm nghĩ và ông đã quyết định là chạy đến mộ để kiểm chứng xem cái điều này như thế nào. Cúi xuống và dò, quý vị thấy không? Cái sự mô tả của Kinh Thánh rất là chuẩn xác. Đã đứng nhìn thấy đã ngạc nhiên rồi, không thấy xác Chúa và cũng không thấy thầy của mình ở đó, quân lính không có ở đó. Có lẽ rằng cái sự kiện Chúa sống lại làm cho các quân lính quá sợ hãi, và sự hiện đến của thiên sứ làm cho những người lính vô cùng sợ hãi mà họ phải bỏ chạy. Chúng ta có biết rằng là thiên sứ cũng rất đáng kinh sợ mà. Thiên sứ cũng rất đáng kinh sợ đấy, chứ không phải chỉ Chúa đáng kinh sợ đâu. Vì thiên sứ đứng ở trong sự hiện diện và vinh quang của Chúa cũng rất đáng kinh sợ. Nên trong Kinh Thánh Chúa dặn dân Israel đừng làm cho thiên sứ nổi giận. Thiên sứ cũng có ý chí tự do, chứ không phải là thiên sứ là cái máy móc, cái robot. Nên khi mà dân Israel làm cho thiên sứ nổi giận thì có thể thiên sứ sẽ giết họ. Nên Chúa dặn dân Israel là ta đưa các con ra khỏi Ai Cập vào trong sương mù, trên đường đi thì đừng có làm cho thiên sứ nổi giận. Chúng ta xem này. Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm và chân đất đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra. Nhưng mà Phi-e-rơ vẫn chưa được nhìn Chúa, chưa được gặp mặt Chúa, mới chỉ chứng nghiệm qua cái việc là không thấy xác ở đó và thấy cái tấm vải thôi. Cái này chưa đủ để tin. Chưa đủ để tin. Nghe thiên sứ nói cũng chưa đủ để tin, và nghe những người khác nói cũng chưa đủ để tin, và phải chính mắt mình thấy thì mới có sức mạnh thực sự. Chúng ta sẽ xem tiếp. Câu số 18. Cũng trong ngày đó, ngày ấy có hai môn đồ kia đến làng gọi là Emmaus. Trong cái bài hát thì họ dịch là Emmau. Đây là một trong bài hát mà tôi hay hát. Ngày xưa tôi có tin Chúa. Ai biết bài hát? Trên đường Emmaus, hai người lữ khách đưa đi cho nhau. Nói, nó sáng tác dựa trên cái nội dung của câu chuyện này. Hai trên đường Emmaus này có hai người lữ khách đưa đi nói chuyện và Chúa đến mà không biết. Gọi là Emmaus cách thành Jerusalem 60 hectare. Họ đàm luận về những việc đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ. Anh chị em thấy đây là một đặc ân cho hai anh chàng này. Chúa đến gần đi cùng với họ. Nhưng câu số 16 đây, mắt hai người ấy bị che khuất. Che khuất là sao? Khi Kinh Thánh dùng từ che khuất và mở mắt ấy, thì không phải là nói đến cái mắt vật lý đâu, mà nói đến cái nhận thức. Giống như là trường hợp của Adam và Eva. Khi Kinh Thánh nói sau khi ăn trái cây cấm thì ra mắt hai người bèn mở ra, bèn thấy mình trần truồng. Có một số người hiểu chứ, họ đặt câu hỏi thế là từ trước họ mù mắt thì họ nhắm mắt làm sao mà tự nhiên Kinh Thánh nói mắt họ mở ra. Nếu mà trước đó mắt mà không mở vật lý thì làm sao mà họ sinh sống được? Vì Chúa tạo lên họ và Ngài bảo họ là trồng và giữ vườn, mà sao họ trồng cây được nếu mắt họ nhắm lại? Làm sao họ đi trò chuyện với Chúa được? Vậy khi nói cái khái niệm che mắt và mở mắt là nói cái sự khai sáng, hiểu ra một điều gì đó, nhận thức ra một điều gì đó. Đây là cái khái niệm của Kinh Thánh cho nhắm mắt và mở mắt. Vậy Chúa đến, Chúa đi với hai người này nhưng mà không nhận thức được đấy là Chúa. Vì Kinh Thánh giải thích là mắt chưa được mở.
Câu số 17, Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi đang đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn tục lắm. Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba trả lời rằng: có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem không hay việc đã xảy đến tại đó cách bữa này sao? Ngài hỏi rằng: điều gì vậy? Họ trả lời rằng: thế là việc đã xảy ra cho Giê-xu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thế, việc đã xảy ra được 3 ngày rồi, thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng, họ đến mộ không thấy xác Ngài thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến nói Ngài đang sống. Còn mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hỡi kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển hay sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong Kinh Thánh. Khi hai người đi đến gần làng mình định đi thì Đức Chúa Giê-xu dường như muốn đi xa hơn nữa, nhưng họ ép Ngài dừng lại và thưa rằng: xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều hồng tối. Vậy Ngài ở lại cùng họ. Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ và để ra cho họ. Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra và nhìn thấy Ngài, xong Ngài thoáng biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng: khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa, Kinh Thánh lòng chúng ta há chẳng nóng này sao? Để chúng ta suy nghĩ đây, hai người này được gọi là hai môn đồ của Chúa. Họ cũng không thuộc vào cái nhóm 12 môn đồ gần gũi ăn nằm ngủ nghỉ với Chúa, đi đâu có Chúa đi cùng, nhưng mà đi cùng với Chúa. Nhưng mà những nhóm này mặc dù không được thân mật như vậy nhưng cũng có những cái khoảng thời gian rất là biết Chúa và đi cùng với Chúa. Thì ở với nhau hơn 3 năm chẳng lẽ không quen trọng. Các môn đồ nghe Chúa giảng suốt ngày chẳng lẽ không quen cái âm giọng của Chúa sao? Và đến khi Chúa hiện đến, Chúa giảng Kinh Thánh cho nghe mà không biết đấy là thầy. Cái giọng này chẳng nhớ không nhận ra cái giọng là quen quen, không hỏi sao cái giọng của anh giống giọng của thầy tôi thế. Không nhận được điều đấy. Tâm trí của họ vẫn còn đang bị kiên trí và trói buộc bởi cái thế thường. Làm gì có chuyện một người chết sống lại? Làm gì có chuyện một người chết sống lại? Đấy. Và sau khi mà nghe người này người kia nói rồi đấy thì cũng làm cho họ cảm thấy nó bối rối hơn. Làm sao có chuyện người chết sống lại? Là cái kiên trí đấy, cái định kiến đấy làm cho họ không thể nhận thức được quyền năng phục sinh của Chúa Giê-xu. Câu số 33, nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm đó. Họ nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại sự ấy, sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào. Câu 36, môn đồ đang nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Giê-xu hiện ra giữa đó và phán rằng bình an cho các con. Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời. Nhưng
nếu mà mình đã biết trước chuyện gì xảy ra thì mình đâu có sửng sốt luôn cả. Khi tâm lý của mình chuẩn bị thì mình thấy bình thường. Khi quý vị biết trước mặt là những khó khăn thì quý vị coi đó là bình thường. Nên người thân của chúng ta cũng thế. Khi mà người thân chúng ta qua đời đột ngột là đau lắm. Nhưng mà nếu mà mình biết rằng là người thân mình bị bệnh này không qua được thì tâm lý mình chấp nhận được cái đấy, mình cảm thấy nó bình thường. Khi sửng sốt là muốn nói đấy là có chưa chuẩn bị tâm lý cho cái sự kiện lạ lùng như vậy. Bản thân họ thấy là cái điều này nó vượt quá cái sự hiểu biết của mình, chưa chấp nhận được. Tôi nói một số vài điều cho quý vị dễ hơn. Không biết là hội thánh có chuẩn bị được về mặt tâm lý mà tôi đã nói một số điều để chuẩn bị tâm lý hôm nay trước. Là một ngày nào đó quý vị sẽ thấy cây hoa nhựa quả thơm thơm ở trong hội thánh. Tôi nói trước thì đừng, khi nó xảy đến quý vị đừng cảm thấy bỡ ngỡ nhé. Hoặc là cái cây hoa này này nó tươi mãi cho đến cuối năm 2018. Quý vị có tin được không? Tôi nói trước một số những điều siêu nhiên để cho quý vị chuẩn bị tâm lý. Rồi quý vị sẽ thấy nhạc công không còn ở trên đàn nữa, nhưng mà quý vị vẫn nghe những âm nhạc du dương ở trong phòng này. Chúa của chúng ta đó là đấng làm những việc vượt quá khả năng suy nghĩ của con người. Thế khi mình không chuẩn bị tâm lý cho điều đó đấy thì nó sẽ mất thời gian, cho chúng ta. Nếu như các môn đồ ngay lập tức nhận thức điều này, bám chặt điều này thì họ đã kinh nghiệm quyền năng sự sống lại của Chúa nhanh hơn. Nhưng một phần chúng ta cũng dễ hiểu thôi, vì họ là con người giống như chúng ta là con người. Bây giờ tự nhiên cái gì nó lạ lạ và nó siêu nhiên vượt quá cái phạm vi của con người là chúng ta khó hiểu và chấp nhận luôn. Quý vị có tin được những điều siêu nhiên không ạ? Nói ba một vài điều để quý vị hiểu. Một ngày nào đó quý vị sẽ nhìn thấy tôi bay lơ lửng ở trên trời. Amen. Tôi không nói chơi đâu quý vị nhá. Chúa cho như phi nít ấy. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều này rồi. Quá sợ luôn. Là Chúa đã chuẩn bị tâm lý cho tôi cho điều này rồi. Quý vị có chuẩn bị tâm lý cho điều gì không? Tôi không biết. Đó là việc của quý vị với Chúa. Phần đây sau. Câu số 38 ngày phán rằng sao các người bối rối và sao trong lòng các người nghi làm vậy? Không tin vào mắt mình. Quý vị sẽ thấy là này. Cái chuyện của ông thầy đồng cốt, thầy pháp sư ấy, người ta kể thì mình dễ tin, nhưng mà chuyện người của Chúa nói thì mình không tin. Nếu mà ông thầy đồng cốt nào mà pháp sư nào mà nói đi xuyên qua tường thì mình tin. Mình tin. Nhưng mà nói mục sư nào mà đi xuyên qua tường có khi mình không tin được. Quý vị có biết là các pháp sư có thể làm được cái điều không? Các pháp sư có thể nâng mình ra khỏi mặt đất không? Các pháp sư là họ lợi dụng cái năng lực và sự sức giàu của Satan để làm các pháp lạ. Họ làm được việc đấy. Ngày trước tôi còn biết có một anh của một tín đồ này còn nuôi ma só ở Hải Phòng. Mà nuôi ma só là có thể sai ma đi làm công việc mà mình muốn làm được. Quyền năng không quý vị? Nó có thể sai người đi đến hãm hại một người, hoặc là sai con ma đấy để phục vụ cho những mục đích mình muốn. Nhưng mà khi nói với mục sư mà cầu nguyện để
sai phái thiên sứ làm công việc của mình ấy, thì đúng như chúng ta không tin. Đôi khi trong hội thánh ấy, nó có những cái nghịch lý rất buồn cười. Mình dễ tin vào cái quyền năng của Thế giới tăm tối, nhưng mà không dễ tin vào quyền năng của Chúa có thể vận hành trong hội thánh của Ngài. Và các môn đồ cũng bị mắc kẹt về tâm trí tự nhiên, không thể nào mà tin nổi được những cái siêu nhiên của Chúa. Ông Shambach kể cái câu chuyện. Ông đến một hội thánh, ông giảng, sau giờ giảng có một người phụ nữ da đen, da màu, người ta gọi là người da màu, đến nhờ mục sư, mà bà này lớn tuổi, mục sư cầu nguyện tôi mọc tóc. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Đấy không phải là một người thanh niên lớn tuổi này, mọc tóc cũng có làm gì, thanh thiên chỉ còn là đẹp, không thể còn có tóc còn lấy chồng. Già rồi, mọc tóc, không mọc tóc đâu quan trọng. Nhưng bà này thiết tha cầu nguyện. Ok, đúng này. Nhân danh Chúa cầu nguyện sức đầu trên cái đầu bóng nhảy. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Lần nữa quay trở lại, không khiến cho bà ấy mọc tóc, mà không phải là tóc đen, mà tóc bạc của tuổi già. Những chuyện như thế, đôi khi những người trong hội thánh khó tin lắm. Những người ngoài đạo người ta dễ tin hơn là những người trong hội thánh. Chúng ta tin là thế giới tăm tối có quyền năng mạnh mẽ, nhưng mà đôi khi chúng ta lại không tin rằng là trong hội thánh có thể là những quyền năng lớn nào có thể xảy ra. Nếu mà chúng ta không tin thì Chúa sẽ làm cho lỗ tai của ta lung bùng với những cái tập lại lớn nào của Chúa. Câu số 39, hãy xem tay và chân ta, Phật thật là chính ta. Hãy sờ đến ta, hãy xem thân thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có. Thế thì Chúa Giêsu sống lại với cả thân xác chứ không phải về phần hồn. Đang phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem. Nhưng vì cớ các môn đồ vui mừng nên Chúa chưa hiện ra thì chưa tin, mà hiện ra rồi mà cũng chưa chịu tin. Đấy làm lạ. Nên Ngài phán rằng, ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy và ăn trước mặt các môn đồ. Đoạn Ngài phán rằng, ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật Môi-se, các sách tiên tri cùng các kinh thiên phải được thực hiện. Nên quý vị thấy không? Bản thân Chúa Giêsu không phải là làm việc theo cảm hứng, không phải là tình cờ. Tất cả những sự kiện trong đời của Chúa Giêsu nằm trong kế hoạch, chương trình của Đức Chúa Trời từ trước khi sáng thế, và Ngài bày tỏ qua các tiên tri, qua các sách thánh trong Cựu Ước để nói về sự kiện Chúa Giêsu. Nên ngày nay có rất nhiều những cái tà giáo nổi ra, tà giáo An Sa Hồng Chúa Trời Mẹ, chính phủ rồi bà Dương Hương Vân ở bên Trung Quốc, bà ấy hình thành cái hội thánh được gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời Vạn Năng, là tên khác là Đức Chúa Trời Phương Đông. Và những người này cho rằng là Chúa Giêsu đã nhập thể vào họ. Cái câu hỏi đặt ra là Chúa Giêsu đấy thì từ A đến Z trong cuộc đời của Ngài đều được nói trước hết. Thế còn mấy ông bà đấy, ai nói trước? Con tiên tri nào của Chúa nói trước không? Con tiên tri nào của Chúa nói trước không? Nếu Chúa Giêsu nhập thể vào các ông bà, sao các ông bà còn chết? Nếu Chúa Giêsu nhập thể vào ông bà, sao các ông bà bị bệnh? Chúa Giêsu bị bệnh không? Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài hoàn toàn siêu nhiên rồi. Siêu nhiên, không còn bị giới hạn giống như khi Ngài còn sống ở trên trái đất này nữa. Ngài đi lại không còn bị giới hạn nữa, đi xuyên qua tường, hiện ra chỗ này, hiện ra chỗ kia. Còn mấy ông bà sao, có làm phép lạ nào chưa? Không có một phép lạ nào hết. Mà có làm phép lạ thì là những phép lạ mà ma quỷ nó sức dầu cho, chẳng có phép lạ nào hết. Chết đi thì vẫn nằm yên trong lối mổ. Vậy mà người ta vẫn tin. Và họ là biện hộ như này là
Con từng giai đoạn được thầy trước ngày Chúa tái lâm thì Chúa sẽ nhập thể, Chúa nhập thể vào ông An Sơ Học này. Chỗ nào trong Kinh Thánh Chúa Giêsu nói rằng trước khi ta tái lâm ta sẽ nhập vào một ai đó? Chúa Giêsu có nói chỗ đó mà. Vậy mà vẫn lừa dối được những con người ngu dốt. Có lương tâm chai lì và đi giao truyền những cái điều giả dối đạo lý của quỷ Satan, và số phận của những con người đấy sẽ chết trong sự hư mất. Vì Chúa nói rằng là những cái người mà giao truyền đạo lý của Satan sẽ bị hình phạt hư mất đời đời dưới địa ngục. Và lại giả dạng nhân minh và Chúa Giêsu nữa thì khác gì tội của quỷ Satan. Quỷ Satan nó đã mất đi, Lucifer đã mất đi cái vị trí vinh hiển của nó khi nó muốn sự hào phượng tập trung của mình. Khi một người đó nhận mình là Giêsu thì là muốn tất cả những tín đồ thờ phượng người đấy rồi. Lời nói người đấy là lời của Chúa, không được bàn, không được cãi, không được tranh luận, không được biện luận, vì đấy là lời của Chúa. Mà đã là lời của Chúa thì có thẩm quyền nối theo, và đó là sự phạt thượng cực kỳ lớn lao. Những con người như thế và họ sinh ra những con cái đều phải gánh chịu cái hậu quả của sự hùa xả rất lớn lao, anh chị em. Rồi anh chị em đã thấy những người đi theo tà giáo, số phận của họ không tốt đẹp và con cái của họ cũng không tốt đẹp đâu. Rồi nói trước điều này thì Kinh Thánh đã nói cho đó. Người nào mà giao truyền một Giêsu khác thì đáng bị anathem. Kinh Thánh nói vậy là đáng bị nguyền rủa. Những con người đi theo tà giáo, mình đã cầu nguyện cho họ một vài lần rồi, chia sẻ khuyên báo, khuyên bảo họ một vài lần rồi họ không nghe. Hãy để cho họ đi trên con đường của họ, và anh chị em sẽ nhìn xem cái hậu vận trong cuộc đời của họ là thế nào. Anh chị em cứ nhìn xem hậu vận cuộc đời họ là làm anh chị em thấy là vô cùng tệ. Nó quay trở lại Kinh Thánh. Câu số 45. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Quý vị thấy không ạ? Chúa Giêsu mà chỉ hiện ra ấy, không phải chỉ là các môn đồ chỉ nghe qua người khác, mà Ngài còn mở trí để bắt đầu hiểu Kinh Thánh. Như vậy là các môn đồ họ tin cái gì? Họ không phải chỉ tin những nhân vật hiện ra đối với họ đâu, mà họ tin những nhân vật đấy phải dưới sự mặc khải của Kinh Thánh. Và đây là điều rất tệ hại cho nhiều tín đồ ngày nay. Đó là nhiều người chỉ tin vào những sự kiện mà không có nền tảng Kinh Thánh. Quý vị thấy không ạ? Chúa Giêsu hiện đến phân tích Kinh Thánh cho hai môn đồ trên làng Emmaus. Chúa Giêsu hiện đến cho các môn đồ mà họ vẫn không tin, và Chúa cho phép điều đó. Nhưng khi Ngài phân tích Kinh Thánh thì bắt đầu họ hiểu và họ tin. Và rất nhiều tín đồ ngày hôm nay, đặc biệt những người tin Chúa mà không đọc Kinh Thánh, chỉ tin theo sự kiện thôi. Thấy Chúa hiện ra trong giấc mơ truyền bảo một cái là họ tin ngay. Thấy Chúa hiện ra ở hội thánh này, hiện ra núi này, hiện ra núi kia, họ tin ngay. Nhưng mà chúng ta có biết một điều rằng là quỷ Satan có thể lấy hình Chúa Giêsu, hình Đức Mẹ Mary, hình thiên sứ sáng láng hiện ra và lừa dối con dân của Chúa không? Đó là điều đã xảy ra với Mohammed, là người đã sản sinh ra Hồi giáo. Ông là người yêu thích Kinh Thánh, suy ngẫm Kinh Thánh, thích suy ngẫm trầm tư. Một lúc ông đang suy ngẫm lời Chúa ở trong hang thì có thiên sứ hiện đến truyền báo với ông và nói với ông rằng là ông là vị tiên tri cuối cùng của Chúa sai đến, và từ đó sinh ra đạo Hồi. Những biết được không? Những cái người ấy, mà đi theo Chúa mà không có hiểu gì về Chúa, không có hiểu gì về Kinh Thánh ấy, chỉ tin vào những sự kiện ấy, rất dễ bị lừa dối. Không phân biệt, không có khả năng phân biệt. Thấy người ta làm phép lạ này, làm phép lạ kia, cứ tưởng là của Chúa, nhưng mà chưa chắc. Làm phép lạ chưa đủ khẳng định người đấy đến từ nơi Chúa, vì ma quỷ có thể làm phép lạ. Đuổi quỷ cũng chưa khẳng định đến từ nơi Chúa, vì ma quỷ có thể lừa dối con người. Cái quyền lực cao hơn nó có thể ra lệnh cho quyền lực thấp hơn đi ra hoặc là im lặng để nó lừa dối con người. Nhưng có một điều chắc chắn, một điều là ma quỷ nó không dẫn chúng ta đến Kinh Thánh đâu. Nó có thể sử dụng Kinh Thánh để bóp méo Kinh Thánh và lừa dối chúng ta, chứ nó không dẫn chúng ta để hiểu Kinh Thánh. Cho nên đi theo Chúa mà chúng ta không hiểu, không hiểu về Kinh Thánh, không biết về Kinh Thánh,
thì rất dễ bị lừa. Cái nền tảng đức tin của các môn đồ là gì? Không phải là việc Chúa Giêsu hiện ra, cũng không phải là nhờ các người đàn bà kia bảo mà họ xây dựng đức tin của họ cho nhau. Mặc dù là cái điều đó nó sẽ khích lệ đức tin của họ, nhưng họ không đặt nền tảng đức tin của họ trên những cái sự kiện đấy. Họ đặt nền tảng đức tin của họ trên Kinh Cựu Ước. Đương nhiên lúc đó thì chưa có Kinh Tân Ước. Cho nếu mà Giê-xu thật đấy thì phải ứng nghiệm tất cả những gì Kinh Cựu Ước nói. Còn đâu nếu mà có 10 Giê-xu hiện ra hay 100 Giê-xu hiện ra, nói bất cứ điều gì, nói cứ tha hồ nói mà không tin. Giê-xu hiện ra đấy phải bằng xương bằng thịt, phải đúng là cái người mà họ đã từng sống, nhưng mà chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn phải là Giê-xu đấy là sự ứng nghiệm của tất cả những gì luật pháp và lời tiên tri trong Cựu Ước đã nói. Quý vị thấy không? Ông Kenneth Hagin thường xuyên được ông chia sẻ lại, thường xuyên được Chúa Giêsu hiện ra để dạy dỗ ông. Ông nói rằng khi Chúa Giêsu nói một điều gì ấy, mà khác với điều mà ông có hiểu từ trước giờ, rằng Chúa xin cho con Kinh Thánh, Chúa chứng minh bằng Kinh Thánh cho con, Chúa chứng minh bằng Kinh Thánh cho con. Còn cái người mà không có Kinh Thánh, không có lời Chúa thì cứ nói sao nghe thấy. Cứ Giê-xu hiện ra là sướng rồi, nhưng không biết là đó là quỷ Sa-tan, nó bị không trường. Một lần kia ông chia sẻ, có Giê-xu hiện ra với ông ấy. Rồi, tuy nhiên làm sao, tiếng nói của Thánh Linh bên trong nói với ông là nhìn thẳng vào mắt Giê-xu. Bởi vì Giê-xu hiện ra với Thánh Linh không bao giờ đối lập với nhau. Vì Đức Thánh Linh chính là đấng mà Giê-xu sai đến. Chứ không thể nào mà Thánh Linh ở bên trong chúng ta lại ngược với Giê-xu bên ngoài, và Giê-xu bên ngoài lại ngược với Thánh Linh bên trong chúng ta. Và Thánh Linh bảo ông nhìn thẳng vào mắt Giê-xu. Ông cứ nhìn, nhìn vào hồi đầu thì mắt trở nên đỏ ngầu và nó hiện ra hình quỷ Sa-tan. Một số anh chị em cứ mơ cái nói Chúa cho, vừa nhìn thấy cái gì trong khải tượng nên là nói Chúa cho, Chúa phán. Ai cho, ai chắc chắn là của Chúa. Tất nhiên chúng ta có thể nói để đưa ra để mọi người cùng suy ngẫm. Mình chỉ nói là tôi nhìn thấy, tôi mơ thấy, đừng có nói Chúa phán. Nói Chúa phán là mọi người phải nghe đấy, không nghe là chống Chúa đấy. Nói thế là chúng ta nài ép đức tin của người khác, vì Kinh Thánh nói tất cả các lời tiên tri đều phải chịu sự phán xét hết, sự suy xét của mọi người. Không có một lời tiên tri nào là không được phép trải qua sự suy xét. Ai nói một lời tiên tri thì mình đều được suy xét hết. Kinh Thánh dạy như vậy mà, phán xét tất cả các lời tiên tri hết. Vì những lời đấy có những khi nó không có nằm ở trong Kinh Thánh, nên khi mình nghe đó, là mình phải suy xét xem nó có phù hợp với lời Chúa, và suy xét tự cầu nguyện để xem Thánh Linh nói gì với trong lòng của mình. Nếu mà cái lời người ta nói mà lại ngược lại với điều Thánh Linh nói đấy, trong lòng của mình thì cảm ơn và quên đi. Đừng có vội nghe một vài lời tiên tri thấy khải tượng giấc mơ, nghĩa là tin sái cổ như là tin lời Chúa, anh chị em sẽ bị lừa ngay lập tức. Ta nhìn lại Kinh Thánh nhé. Câu 4 năm này, ngày mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Cái điều này tôi nhấn mạnh rất quan trọng. Giê-xu thật, Thánh Linh thật sẽ soi sáng để chúng ta hiểu Kinh Thánh. Giê-xu thật, Thánh Linh thật không đưa chúng ta ra xa Kinh Thánh, là nói những cái đông tây nam bắc gì mà không liên quan gì Kinh Thánh. Hãy cẩn thận với những diễn giả, hãy cẩn thận với những mục sư, với những thầy giáo, với những sứ đồ tiên tri mà nói hết các thứ nhưng mà không có liên quan gì tới Kinh Thánh. Dần dần nó sẽ dẫn chúng ta đi ra xa lời Chúa. Khi đi xa lời Chúa rồi ấy, thì chúng ta rất dễ bị lừa. Thế quý vị biết những cái tà giáo như là chứng nhân Giê-hô-va, rồi mọc mon đấy, nó được hình thành ở đâu? Cũng là những con người, trong đó có cả trẻ con nữa, một cái cậu bé thấy Chúa Giê-xu hiện ra, thấy Thiên Sứ hiện ra, cũng truyền ra những cái giáo lý lạ, sản sinh ra cái tà giáo chứng nhân Giê-hô-va mọc mon. Họ nói dạy Chúa Giê-xu không phải là Chúa Trời, Chúa Giê-xu chỉ là hiện thân của Thiên Sứ trưởng Mi-ca-ên. Mà đã là Thiên Sứ thì mình không được thờ, nên không được thờ Giê-xu. Đấy, quý vị thấy không ạ?
nó bắt đầu từ cái niềm, từ những cái sự hiện thấy đấy. Nhưng mà những sự hiện thấy nó đi ngược lại với Kinh Thánh. Vậy mà lừa dối rất nhiều người. Bây giờ cái giáo phái Mộc Môn ấy, quý vị biết nó lớn bằng thế nào? Cả cái bang tiểu bang, tiểu bang của Utah ở bên Mỹ, phần đa người dân ở đó là đi theo cái giáo phái Mộc Môn ấy. Và nó chuyển giáo đi khắp nơi giới, cả chứng nhân Jehovah bàn. Và trong bọn đại chúng ta đã từng có một vài người đi theo chứng nhân Jehovah. Khi cuộc đời của chúng ta không đặt nền tảng trên Kinh Thánh, lời của Chúa, không biết gì về lời của Chúa, tôi nói trước cho anh chị em rằng dù mục sư có giảng như thế nào chăng nữa đấy, thì anh chị em vẫn bị lừa. Và một ngày đó mình không bị lừa, con cái của mình sẽ bị dẫn dụ đi, cứ tin vào những khải tượng, những giấc mơ một cách mù quáng, và chúng ta sẽ chết. Đây là điều rất là nghiêm túc cho một người đi theo Chúa. Tôi nói anh chị em, tôi là người vận hành trong các ân tứ thánh linh, khải tượng, giấc mơ. Chúa nói với tôi, Chúa dạy dỗ tôi rất nhiều trong giấc mơ, trong chiêm bao, trong khải tượng và nói tiên tri. Nhưng bản thân tôi không bao giờ tin tất cả những gì tôi thấy. Tôi nói với anh chị em như vậy. Kể cả tôi nói tiên tri, tôi còn không tin tất cả những lời tiên tri tôi nói. Bởi vì ngay cả khi tôi nói, tôi phải suy xét những gì tôi nói từ trong lời của Chúa, và để xem nó có xảy ra hay không. Bởi vì có khi tôi được cảm xúc bởi cá nhân của mình, chứ không phải bởi Chúa. Bởi mình kiếp lời của Chúa thì vẹn toàn, nhưng mà có khi mình nghe lời của mình tưởng lời của Chúa, lời của Chúa mình tưởng của ma quỷ, lời của ma quỷ mình nghe tưởng lời của Chúa. Cứ lẫn lộn hết được. Con người chúng ta là con người, chứ mình có phải là Chúa đâu, mình có phải là thiên sứ đâu mà mình phân biệt tất cả mọi cái đều sạch rồi đâu. Có khi mình có thể sai, có thể nhầm chứ. Có nhiều anh chị em, những cái chị em đặc biệt là với những hội thánh cuối tuần lớn tứ, rất dễ tin vào những khải tượng, những lời tiên tri một cách mù quáng. Cứ ai nghe nói là tiên tri, những người nào được sức giàu cái là chấp nhận tin hết. Tôi nghe một lời phàn nàn, có một người chị em khi còn trẻ, có chị này giỏi lắm. Khi còn trẻ thì nghe một cái lời tiên tri của bà với Úc nói rằng là Chúa kêu gọi cô sống độc thân trọn đời để phục vụ Chúa. Nên cô cũng sống độc thân, đến mãi khi lớn tuổi thì đi lấy chồng. Thì biết tại sao? Người ta nói tiên tri cái việc gì đấy là việc của họ. Đấy là việc của họ, mình phải nghe xong mình phải xác chứng lại điều đó với điều Thánh Linh của Chúa nói trong lòng của mình. Chúa có kêu gọi mình tự, bản thân mình có cảm nhận, mình có nhận thấy sự kêu gọi của Chúa trong lòng của mình để sống độc thân trọn đời hay không? Thế đến khi đến cao tuổi lấy chồng, bắt đầu bao nhiêu người người ta ngồi ta xem trên người ta, ui người lúc còn trẻ thì không đi lấy chồng, thế đến khi cứ nghe cái bản tiên tri nọ tiên tri kia cũng không đi lấy chồng muộn, lấy chồng muộn đẻ con khó. Đổ tội cho ai? Không đổ tội cho bản tiên tri mà phải đổ tội cho mình. Mình dại dột quá. Mình cứ nghe xong là mình tin như là lời của Chúa phán. Chúng ta phải trân trọng tất cả những lời tiên tri, nhưng phải suy xét tất cả mọi lời tiên tri. Đừng có tin mọi khải tượng, mọi giấc mơ, mọi chiêm bao, ai thấy cái gì thì chỉ nói tôi thấy, tôi nghe thấy, tôi nhìn thấy, tôi mơ thấy, không được nói là Chúa phán. Quý vị thấy không? Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu hiện ra môn đồ không tin, nhưng mà Chúa vẫn chấp nhận cái đấy cả mà. Cho tới khi Kinh Thánh nói, Chúa mở trí để môn đồ hiểu Kinh Thánh, lúc đó họ đồng phục Chúa. Câu số 47. Chúa nói câu số 48. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, và đây ta sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi mặc lấy quyền phép ở trên cao. Lúc này họ mới nghe theo. Quý vị thấy không ạ? Trước khi họ chưa xác nhận được đấy thực sự là Giê-xu, họ không nghe theo. Khi họ đã thấy, nghe các người đức nói, họ đã thấy Chúa Giê-xu hiện ra, rồi họ được mở trí để hiểu Kinh Thánh, thì họ mới xác nhận rằng Giê-xu đấy là Giê-xu thực, thì họ mới nghe theo. Quý vị thấy không ạ? Kinh Thánh hướng dẫn cho chúng ta một cách chi tiết để phân biệt thật giả. Đặc biệt thời kỳ cuối cùng là Chúa Giê-xu nói trước là rằng sẽ có nhiều Christ giả, nhiều Giê-xu giả hiện ra, sẽ có nhiều tiên tri giả, sứ đồ giả, mục sư giả hiện ra đến giao truyền những điều giả dối. Nên mình cứ nghe theo là mình sẽ bị lừa. Lừa dối về tâm linh là một cái sự lừa dối cực kỳ tinh vi. Anh chị em có biết không?
Lừa dối tâm linh là một cái loại lừa dối dễ đi lường ác nhất. Bởi vì nhu cầu tâm linh là nhu cầu cao nhất trong mỗi con người và nhu cầu thiêng liêng nhất trong mỗi con người. Thế như vậy là làm thế nào để chúng ta nhận biết Chúa? Thứ nhất chúng ta phải có đức tin. Vì Chúa chắc các môn đồ là không chịu tin. Và Chúa quả trách các môn đồ và Chúa nói là phước cho những người không thấy mà tin. Cho nên để nhận biết Chúa chúng ta cần phải có đức tin. Điều thứ hai á, đó là đức tin của chúng ta phải dựa trên lời của Chúa. Có đức tin nhưng đức tin ấy phải dựa trên lời. Cho nên khi tôi nói với các cháu trong hội thánh, ở nhà không đọc kinh thánh, đến giờ mục sư giảng thì ngủ say, không thể đánh thức lại ngủ. Cái lời Chúa vào kiểu gì? Không hiểu lời Chúa vào kiểu gì. Giảng xong tỉnh như sáo rỗng, những giờ giảng thì ngủ rất say, về nhà thì không đọc kinh thánh, tôi cũng không hiểu lời Chúa vào kiểu gì. Chúng ta cần phải có đức tin, và đức tin đó phải đặt trên lời của Chúa. Luca đoạn 24 câu số 8, Chúa Giêsu nói, lời Chúa nói rằng họ bèn nhớ lại lời của Đức Chúa Giêsu đã phán. Nhớ lại tức là không phải mới, đã nói rồi nhưng mà lúc đó nhớ lại. Thế mình chẳng nghe chẳng đọc nhưng nhớ kiểu gì? Phục truyền đoạn 11 câu số 18, chúng ta cùng nhau chung đọc câu kinh thánh này. Sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 11 câu số 8. Vậy hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chỉ giữa hai con mắt. Lời Chúa dạy chúng ta cách để chúng ta được tiếp xúc với kinh thánh và lời của Chúa, nghe đọc liên tục. Bất cứ lúc nào trong nhà của mình cũng có audio kinh thánh, câu kinh thánh, lúc nào cũng nói cái gì cũng là kinh thánh, để lời của Chúa cứ vào xuôi vào bằng mọi cách. Con cái của mình khách lạ đến nhà cứ tự động được nghe lời Chúa. Amen. Không bao giờ rời giờ xa lời Chúa. Jeremy đoạn 15 câu số 16 chúng ta cùng đọc. Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng và hân hoan của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi ở sông vàng Ngài. Jeremy nói tôi vừa nghe lời Ngài thì đã ăn lấy rồi, là lời của Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Đấy, kinh thánh phải, lời Chúa phải coi như vậy anh chị em. Quý vị đến qua chút tôi đọc kinh thánh, anh em chỉ mất khoảng 5 phút tôi đọc xong một đoạn. Nhưng mà có khi tôi sáng tới tối tôi chưa đọc xong một đoạn, vì đọc câu này hay quá, mình suy ngẫm và mình không muốn tách ra để mà đang cái luồng suy nghĩ lại hay quá. Mình cứ muốn suy nghĩ nó tiếp và đọc xong tự nhiên là mình lại tra cứu thêm Google xem là nó chỗ khác nó phân tích thế nào về cái câu kinh thánh này. Mình đọc thì đọc muốn điều, có khi có những câu mình đọc sang cái đoạn khác mình nghĩ là ước gì mình không phải đọc thêm nữa để mình đọc kỹ lại cái đoạn đấy, mình suy ngẫm thêm rất là ngọt ngào. Cho nên lời của Chúa là chúng ta ăn uống, chúng ta suy ngẫm nó, giấu nó như đủ vật lên thì là Chúa sẽ đập sâu vào trong lòng của chúng ta. Thứ ba, đọc lời Chúa chưa đủ mà chúng ta cần phải được sự mở mắt từ nơi Ngài. Có đức tin chưa đủ, có lời Chúa chưa đủ mà cần phải được Chúa mở mắt. Cái điều này rất hay, rất quan trọng. Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 18, Phao-lô cầu nguyện là gì? Soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho anh em biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển ngay cho các tín đồ là làm sao. Ông cầu nguyện cho con mắt của các tín đồ được soi sáng, được soi sáng. Đọc kinh thánh là hiểu và hiểu sâu, hiểu cách sâu sắc lời Chúa. Đấy, cái điều đó rất quan trọng. Đây cũng là điều mà tôi cầu nguyện cho các tín đồ ở trong hội thánh của Chúa. Và anh chị em cầu nguyện cho nhau để xin Chúa soi sáng cho đôi mắt mình, cứ mở trí mở mắt để mình được hiểu kinh thánh. Điều này rất quan trọng. Có lời Chúa
chưa đủ, có đức tin chưa đủ, cần cái sự mở trí của Chúa để hiểu. Đọc Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh là tốt, nhưng chưa đủ, vẫn cần phải có sự mở trí của Chúa. Amen. Ê-phê-sô đoạn 3 câu số 9 là soi sáng cho mọi người biết sự phân pháp lẽ bầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng lên muôn vật. Trong Chúa là một kho tàng, mình sở hữu được bao nhiêu là tùy vào cái mức độ mình hiểu về Ngài, mà hiểu được bao nhiêu lại tùy vào mức độ Chúa soi sáng. Mà Chúa soi sáng nó như nào lại tùy vào cái mức độ mà chúng ta cầu nguyện với Chúa để Chúa soi sáng với chúng ta. Nếu mà mình muốn hiểu thì Chúa sẽ cho mình hiểu. Công vụ đoạn 26 câu số 18 và đâu đó sao để mở mắt họ hầu cho từ tối tăm qua sáng ra từ quyền lực của Satan đến Đức Chúa Trời và cho họ bởi đức tin đến bởi sự tha tội cùng tầm giác tài cho thánh đồ. Người ta cứu nhờ tin, tin nhờ nghe, nghe 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 là nhờ một người khác nói, nhưng mà nghe mà có thể hiểu lại còn nhờ sự soi sáng. Cho nên anh em đừng có nghĩ là mình cứ nói thao thao bất tuyệt đi nói về Chúa, cứ thao thao bất tuyệt là người ta tin Chúa đâu. Cầu nguyện là Chúa soi sáng cho họ, có khi nói một từ một câu thôi người ta mở lòng ta tin. Cô-rinh-tô thứ kỳ đoạn 4 câu số 4 cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lóa của tiên thánh Đấng Christ là hình tượng của Đức Chúa Trời. Paulo giải thích thế nào về những người mà nói mãi không chịu tin? Quý vị thấy không? Paulo giải thích thế nào về những người mà nói mãi mà không hiểu? Ma quỷ làm mù lòng họ. Câu Kinh Thánh này không phải đúng cho những người ngoại đạo mà đúng cả cho những người trong đạo. Chúng ta có biết là Kinh Thánh là một kho tàng. Khi mình tin Chúa, chưa tin Chúa đấy, thì nó làm qua cách để mình không đọc Kinh Thánh. Vì khi đọc Kinh Thánh thì mình không tin. Và khi mình tin rồi ấy, thì mình nó cũng cản trở để mình không đọc. Không đọc thì mình không biết là Chúa dành cho mình cái gì. Và nó sẽ che mắt mình để mình không thấy được nhiều phần trong Kinh Thánh. Chỉ thấy được một phần thì tin Chúa lên trên đàng. Chấm dứt hết, không biết được cái gì khác nữa. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng Kinh Thánh chỉ dành cho người ngoại đạo nữa. Ngay cả cho những người trong đạo, ma quỷ cũng tìm cách để làm mù lòng của chúng ta. Chứ đừng nghĩ rằng là chỉ có người ngoại đạo mới làm ma quỷ mới làm mù lòng. Ngay cả người trong đạo, ma quỷ vẫn có thể làm mù lòng. Quý vị có nhớ câu chuyện cái hạt giống không? Kinh Thánh nói cái người nào nghe đạo mà không hiểu thì quỷ Satan đến cướp hạt giống. Khi anh chị em nghe Kinh Thánh, nghe giảng Kinh Thánh, nghe xong mà không hiểu gì nhé, thì là ma quỷ đã cướp cái lời đấy ra mà đọc. Đấy là một hình thức người ta muốn làm mù lòng. Cho chúng ta cần Chúa soi sáng để con đọc bất cứ công thánh là con hiểu công thánh này. Hiểu về tất cả lĩnh vực chứ chỉ một vài lĩnh vực đó. Hiểu về việc thiên đàng địa ngục, hiểu về việc tin Chúa được cứu rỗi, được tin, được hiểu về tài chính, hiểu về tất cả các lĩnh vực trong Kinh Thánh. Chúa nói là Chúa nói gì mình hiểu về đấy. Con mắt lòng của chúng ta được soi sáng ra. Amen. Amen. Tóm lại có ba điều. Thứ nhất, chúng ta cần phải có đức tin để có thể nhận biết Chúa. Thứ hai, đức tin của chúng ta phải được xây dựng trên lời của Chúa, lời đã chép lại Kinh Thánh. Chứ đức tin đấy không được xây dựng một cách mù quáng trên những khải tượng, trên những giấc mơ, trên những lời tiên tri nha anh chị em. Chúng ta không được phép khinh rẻ những lời tiên tri, trân trọng suy ngẫm những lời tiên tri, nhưng không được được leo lái cuộc đời của đức chúng ta chỉ dựa trên cái đấy mà phớt lờ Kinh Thánh. Kinh Thánh cũng phải là nền tảng. Thứ ba, đó là chúng ta cần được Chúa soi sáng và mở mắt. Đêm qua tôi nghe một ông sư về Ấn Độ chia sẻ của mình một chút thôi. Tôi nghe chưa bao giờ tôi nghĩ được rằng thế. Đọc Kinh Thánh bao nhiêu lần chưa bao giờ trong cuộc đời của mình được nghe một ai mà nói cái điều này không? Từ trước giờ mình đọc mà mình không biết. Lúc nào tôi sẽ chia sẻ đến chị. Chúa
mênh mông là bát ngát. Chúng ta cần được sự soi sáng của Chúa để hiểu. Những gì tôi hiểu về Chúa chỉ là chút xíu. Anh chị em, chút xíu. Mỗi một lúc chúng ta đi theo Chúa, càng tìm kiếm, càng cầu nguyện Chúa soi sáng các con để tư duy để mở thêm. Càng được mở chúng ta càng được thông thông. Càng được mở chúng ta càng được mạnh mẽ. Càng được mở chúng ta càng được sự sức động. Càng mạnh mẽ. Tuyệt vời lắm anh chị em. Cho nên đọc kinh thánh không bao giờ chán. Có nhiều người bảo cho cái quyển sách nhìn nó dày nó nhìn thế đã sợ rồi. Nhiều người đi theo cuối sợ lắm, nhìn cái quyển sách sợ nhìn nó dày. Tôi đã bỏ học từ lâu rồi, hết lớp 12 rồi, tôi đã bỏ sách vở rồi, bây giờ tôi đau đáo. Nhìn cái quyển sách đến đây, nhìn quyển to này, sợ quá. Đã thế thì đừng bắt cái nghe đọc cái không ra nữa. Xong rồi toàn tên ông này sinh ra ông kia rồi, các bạn đã buồn. Ngày xưa tôi đọc kinh thánh riêng cái phần gia giải tôi bỏ bài. Cứ đọc đến cái gia phả tôi bỏ bài, toàn ông này sinh ra ông kia mà đọc tên tôi khó đọc quá, bỏ bài. Sáng mười những cái sách của là dân Lê xuống Lê Vĩ Ký dân Ký lại một đống vật đọc không hiểu cái gì cũng đọc rồi tôi bỏ qua. Khi mình được sự soi sáng của Chúa rồi ấy, từng con chữ một mình sẽ đọc một ngày càng tỉnh lắm, nếu đọc mình càng tỉnh lắm. Tôi đi đến có khi tôi đọc một câu như thế, đọc xong rồi Chúa dẫn tôi đến thực tế của cái sự kiện nó xảy ra như thế nào. Nói vô cùng là tuyệt vời. Kinh thánh là con chữ, đây là chỉ là chữ nữa, nhưng mà khi Chúa soi sáng cho mình nhé, Chúa mở mắt cho mình nhé, để dẫn mình đến cái lúc nó được viết ra nó như thế nào, nó xảy ra như thế nào. Mắt tâm linh của chúng ta sẽ được mở ra để hiểu rằng Chúa điều đấy cực kỳ. Không có sự soi sáng mở mắt của Chúa nhé, học kinh thánh hiểu rất dễ kiêu ngạo. Cái người tôi nói là anh chị em phải cẩn thận. Tôi cảnh báo trước anh chị em ở Hải Phòng của một cái nhóm, từ lãnh đạo cho đến tín đồ, cứ gặp ai cái này đi dạy cho người khác nghe rất khó chịu. Vừa ngồi cái nó bắt đầu dạy đạo cho người khác, mà dạy khôn cho người khác nghe khó chịu lắm. Thành nó thói quen. Chúng ta đừng bao giờ như thế. Mình phải có đôi tay im lặng lắng nghe để học hỏi, chứ được tin người khác và dạy dỗ. Đi đến nơi nào chúng ta nghe nhiều hơn chúng ta nói. Đừng có đi đến nơi nào mà đi đến cái cặp người tín đồ người ta mở mồm ra dạy người ta rồi. Đừng dạy khôn người khác. Đừng dạy đạo cho người khác. Rất khó chịu. Tôi đã gặp một số người ở Hội Thánh rất khó chịu lắm. Cứ gặp cái là bắt đầu không biết ai là cứ thế là dạy rồi. Người nghe họ cảm thấy rất là bức xúc và khó chịu. Khi mà chúng ta ít sự mặc khải của Chúa, chúng ta rất dễ rơi vào cái trạng thái đọc kinh thánh nhiều, các người đi dạy khôn cho người khác. Nhưng không, chúng ta học lời Chúa, hiểu được trong mặt Chúa, lắng nghe Chúa sẽ mở mắt chúng ta hiểu được chiều sâu của lời Chúa, thực trạng của lời Chúa. Cần kiến thức rất lâu, nhưng mà Chúa kiến thức có thể khiến chúng ta trở nên kiêu căng. Cho nên mấy ông học trường thần học ra nó là tự nhiên kiêu ngạo lắm, coi như cái lời giảng dạy của mình coi như là number one, thì không bao giờ thèm tiếp nhận những cái lời giảng dạy của người khác. Và đặc biệt là mấy ông đỗ thạc sĩ thần học là còn tệ hơn nữa, là tiến sĩ thần học ấy. Mấy ông đấy là rất khó dạy, bởi vì ông nghĩ rằng là mình đã đạt chức vụ, đạt được danh bằng tiến sĩ học rất nhiều thì không có ai dạy mình, mà chỉ có mình đi dạy người khác thôi. Nên tôi nói rằng là kiến thức của chúng ta có học cả đời chỉ một chút xíu thôi, rồi người khác một chút xíu, tất cả cái kiến thức chút xíu ấy cộng lại với nhau. Mình có là kiến sĩ hay là cái gì sĩ chăng nữa thì mình vẫn cần phải tiếp tục đi học. Chứ kiến thức chưa đủ, kiến thức thần học chưa đủ, mà sự mặc khải từ lời Chúa rất là quan trọng. Cần cần Chúa soi sáng mắt, bởi vì sự mặc khải từ lời Chúa mới đem lại sự biến đổi. Còn kiến thức đôi khi nó chỉ làm cho tín đồ trở nên đầu to. Tôi nghe một cái bài giảng của ông Sadhu, ông tên Sadhu người Ấn Độ, ông nói về một người ở Singapore giảng thì cứ trích dẫn tiếng Hy Lạp, tiếng Hebrew rất nhiều. Thế ông hỏi đó, thế hỏi hội chúng có hiểu tiếng Hebrew với tiếng Hy Lạp làm gì không? Ông bảo không,
chứ không phải sao mà trích dẫn nhiều đấy làm gì, để cho người ta nghe thì người ta hiểu là tôi có nghiên cứu, tôi có nghiên cứu về qua được đào tạo. Mọi người nhớ là làm sản sinh ra một cái hội chúng tri thức, tri thức hôm nào mà nghe một sư nào mà được gọi là đào tạo cao cái là thích lắm, phấn chấn lắm, rồi nghe xong ông giảng có cái gì mới không, mà nghe không có gì mới bắt đầu là chán thôi, không đi nữa, nghỉ hôm đấy, hôm sau khác, hôm khác đến. Thì nó không phải là điều tốt. Nên mỗi một chúng ta đấy luôn luôn có tâm thái là nghe thì Chúa soi sáng trước mặt thầy mình có biết rất nhiều thì trước mặt Chúa cũng chỉ là chút xíu thôi, không bao giờ là đủ hết, tiếp tục phải học và học trong sự soi sáng và mắt của mình. Ngày xưa tôi bắt em Thánh Linh, tôi được nói tiếng Lạ, tôi chỉ biết là đấy là một thứ cầu nguyện, tôi không biết cái sức mạnh của tiếng Lạ thế nào đâu. Thì bây giờ là khác. Ngày xưa tôi được học về nói tiên tri thì tôi biết là Chúa có cái sức giàu cho cái công việc đấy, mình không có hiểu nó là cái gì đâu, nó có vận hành cho nó đâu. Ngày xưa mình cũng học về đồ quỷ, biết thì mình cũng đâu biết được thế giới tâm tối nó vận hành thế nào đâu. Bây giờ thì khác. Càng đi sự mặc cảm của Chúa sẽ càng sâu nghiêm hơn cho mỗi chúng ta. Chúng ta không những cần chỉ kinh thánh mà chúng ta cần sự mở mắt của Chúa trên chúng ta để có thể hiểu được kinh thánh của thần của mình. Amen. Amen. Có khi chúng ta gặp những người ngoại đạo nói kinh thánh cho thông nghe và nói buồn ý mà không làm. Nó sao anh biết bí mật? Tôi không dành thời gian mất thời gian đi tìm hiểu lời tư của anh đâu. Chúa cho tôi biết bí mật này. Đó là lời của Chúa là quan trọng, nhưng sự mặc khải của sức là quan trọng để chúng ta có thể hiểu được lời của Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.